Xin chào mừng quý bà con cùng quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với bản tin giá sầu riêng được phát trên kênh Cuộc Sống Nhà Nông của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin mới nhất về giá sầu riêng hôm nay. Lần đầu đến với kênh, quý bà con và các bạn đừng quên cho kênh xin một like và một đăng ký. Chúc quý bà con và các bạn cùng quý vị làm việc thật nhiều niềm vui và hiệu quả và luôn ngập tràn tiếng cười trong cuộc sống. Bà Vũ Ngọc Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vusavi, một trong các doanh nghiệp đang chuẩn bị xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang thị trường Trung Quốc cho biết, tôi nghĩ điều cần nhất là đảm bảo tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc sẽ giúp ngăn chặn tình trạng gian lận và làm tăng độ tin cậy của sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bà Hà cho rằng doanh nghiệp cần hợp tác chặt chẽ hơn với các tổ chức kiểm định độc lập để đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi xuất khẩu. Điều này cũng bao gồm việc cập nhật và tuân thủ các quy định mới từ cơ quan chức năng của cả Việt Nam và nước nhập khẩu nhằm tránh các sự cố về chất lượng hoặc quy trình không đạt tiêu chuẩn. Sau nhiều vòng đàm phán, hai nước Việt Trung đồng ý với tiêu chí cấp đông sầu riêng ở âm 18 độ C trong một tiếng đồng hồ. Tổng giám đốc Vusavi nhận định điều này mang lại cả thuận lợi và cả khó khăn. Thuận lợi đầu tiên là bảo quản chất lượng sản phẩm cấp đông ở âm 18 độ C giúp bảo quản sầu riêng tốt hơn, giữ nguyên chất lượng, hương vị và dinh dưỡng đặc biệt trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, quy trình cấp đông sầu riêng cũng không hề đơn giản do phải tuân thủ nghiêm ngặt về thời gian và nhiệt độ, đòi hỏi sự chuẩn xác cao và tay nghề kỹ thuật tốt. Doanh nghiệp phải đào tạo nhân lực và theo dõi kỹ thuật để đảm bảo hiệu quả. Khó khăn tiếp theo là tăng chi phí vận hành, việc duy trì nhiệt độ thấp trong suốt quá trình vận chuyển và bảo quản đòi hỏi chi phí năng lượng và kho bãi, từ đó có thể tăng chi phí vận hành, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Một điều nữa ít được đề cập là sự hao hụt sản phẩm. Nếu quy trình cấp đông không đúng chuẩn có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm, gây thiệt hại về kinh tế và làm mất uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Doanh nghiệp dự kiến xuất khẩu sầu riêng đông lạnh cũng nhắc tới các yếu tố như quản lý kho lạnh, bảo trì định kỳ, phân loại và sắp xếp kho. Giá sầu riêng miền Tây, sầu riêng ghi 6 loại A 57.000 đến 59.000 đồng một ký, loại B 43.000 đến 45.000 đồng một ký, loại C 33.000 đến 35.000 đồng một ký, sầu riêng Thái loại A 80.000 đến 85.000 đồng một ký, loại B 60.000 đến 64.000 đồng một ký và loại C 42.000 đến 45.000 đồng một ký. Chuồng bò loại A 60.000 đồng một ký, loại B 47.000 đồng một ký, loại C 35.000 đồng một ký, Musakin loại A 85.000 đồng một ký, loại B 68.000 đồng một ký và loại C 50.000 đồng một ký. Giá sầu riêng miền Đông, sầu riêng ghi 6 loại A 59.000 đến 60.000 đồng một ký, loại B 42.000 đến 45.000 đồng một ký, loại C 32.000 đến 35.000 đồng một ký, sầu riêng Thái loại A 80.000 đến 85.000 đồng một ký, loại B 60.000 đến 64.000 đồng một ký, loại C 42.000 đến 45.000 đồng một ký. Chuồng bò loại A 60.000 đồng một ký, loại B 45.000 đồng một ký, loại C 32.000 đồng một ký, Musakin loại A 85.000 đồng một ký, loại B 68.000 đồng một ký và loại C 50.000 đồng một ký. Giá sầu riêng Tây Nguyên, sầu riêng ghi 6 loại A 58.000 đến 60.000 đồng một ký, loại B 42.000 đến 45.000 đồng một ký, loại C 33.000 đến 35.000 đồng một ký, sầu riêng Thái loại A 82.000 đến 88.000 đồng một ký, loại B 62.000 đến 68.000 đồng một ký và loại C 42.000 đến 46.000 đồng một ký. Giá sầu riêng xuất khẩu ghi 6 loại A 125.000 đồng một ký từ 1 ký 8 trở lên, ghi 6 hạng B 110.000 đồng một ký từ 1 ký 6 trở lên, mon thông hạng A 145.000 đồng một ký từ 2 ký rưỡi trở lên và mon thông hạng B 130.000 đồng một ký từ 1 ký 8 trở lên. Xin chân thành cảm ơn quý bà con và các bạn đã cùng lắng nghe bản tin được phát trên kênh Giá Sầu Riêng hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã chia sẻ thông tin cũng như lan tỏa đến tất cả mọi người. Xin hẹn gặp lại quý vị, quý bà con và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.